Dạng sáng nay ngày 27 tháng 5, tại hầm gửi xe khu chung cư Six Element, quận Tây Hồ, Hà Nội, chiếc xe sang Mercedes Maybach tông một loạt xe máy ở hầm chung cư, khiến cho một người bị thương. Cư dân cho biết chiếc Mercedes S560 Maybach biển số ở thành phố Hồ Chí Minh đi hướng từ khu gửi xe ra ngoài thì mất lái tông vào hàng loạt xe máy. Chiếc xe sau đó không dừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ. Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn. Chỉ huy công an phường Xuân La xác nhận sự việc khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an phường Xuân La sau khi nhận tin đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra giải quyết vụ việc. Được biết Mercedes Maybach S560 hiện có giá lăn bánh ở Hà Nội vào khoảng gần 12,5 tỷ đồng.